Chào anh em nhé. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2019 và bên em mua về một lô mic bãi BBS. Đây là hàng bãi chuẩn luôn, mã là K100. Hình thức bên ngoài thì mic bãi đã qua sử dụng được 2-3 năm rồi thì sẽ có xước sát, nhưng mà đây là toàn bộ về là zin hết nhé, tất cả là zin hết và em chưa lau chùi vệ sinh gì. Tất nhiên là khi bán cho anh em thì những cái đầu chụp này là sẽ được vệ sinh và có thể là em sẽ thay luôn cả đầu chụp mới cho anh em. Đấy là khi em bán cho anh em ấy. Còn tình trạng tay này thì em sẽ để nguyên và em không sơn. Đấy, về anh em mà mua để dùng ấy thì có thể sơn lại hoặc là bọc dán lại. Còn tất cả những cái phím trước linh kiện là nó còn đủ hết. Tháo ra bên trong thì côn zin nguyên bản, côn vẫn còn rất là mới. Đấy, côn chính hãng của BBS. Và những cái dòng mã đời ca này cũng tương đối là cao rồi, côn này hát rất là hay. Tay chân thì nói chung là còn tương đối là đều. Còn đầu thu thì tất cả phòng hát người ta để trong tủ kính thì đầu thu thì vẫn rất là đẹp như mới rồi. Đầu thu thì lúc nào cũng đẹp. Bãi linh kiện rất là chất. Được 50 bộ anh em nhé. Và vang số BF Audio K306 đây cộng về được hơn 100 con. Còn rất là đều và đẹp. Mic này em bán với cái giá là 2 triệu đồng một bộ bao ship cho anh em nhé. Và cái giá em bán ra đấy là đã dọn vệ sinh sạch sẽ và thay đầu chụp cho anh em rồi đấy. Thay đầu chụp mới cho anh em thì sẽ bán với cái giá là 2 triệu bao ship. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Còn chất lượng của cái dòng BBS K100 này thì rất nhiều anh em khác đã làm video ở trên YouTube rồi. Anh em có thể tham khảo các clip hát ở đấy. Em sẽ không làm thêm video về phần chất âm của nó nữa. Tại vì cái dòng này là rất nhiều anh em bán rồi. Em chỉ hàng của em là bán ra cho anh em là chỉ bao đẹp bao zin, không lỗi lầm gì. 2 triệu bao ship, anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ cho em.